Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em làm thợ đánh chim trên toàn cả nước, đặc biệt là anh em làm thợ đánh chim Trà Mào và Chích Chòe. Thì trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu lụp chim mồi. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu lụp này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên cái mẫu lụp này thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn về cái mẫu lụp này là cái mẫu lụp nhốt chim mồi nhé. Đấy, các bác có thể là sử dụng đánh được Trào Mào này, Chích Chòe này, đấy, Chòe Lửa, Chòe Than là các bác sử dụng đánh ở trên cái mẫu lụp này được. Còn về cái mẫu lụp này thì nó được thiết kế là cái mẫu form Sài Gòn. Đấy, hàng thì được cuốn dây đồng hàng kỹ nhé. Đấy, hàng rất là đẹp. Đối với cái mẫu lụp này thì giá cả của nó thì nó chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi là các bác đã sử dụng được trên cái mẫu lụp này rồi. Đấy, tất cả những cái nguyên liệu để làm nên lụp thì thường bên cơ sở là sẽ chọn lựa đầu tiên là inox 304 này. Đấy, rất là cứng để cho các bác sử dụng. Đấy, và nó sẽ không bị han gì. Và cái thứ hai nữa là những cái sợi dây đồng. Đấy, sợi dây đồng thì được cuốn liên kết đấy, từ phần cầu tử này, đấy, liên kết lan giữa lan này và cuốn cầu cuốn lên chỗ khu vực để các bác để móc treo này. Đấy thì cuốn dây đồng này thì một là nó sẽ làm cho cái lụp nó sẽ chắc chắn hơn, và cái thứ hai nữa là nó sẽ thẩm mỹ hơn, đấy, nhìn nó rất là đẹp. Còn về cái phụ kiện các bác mua cái lụp này được tặng kèm thì các bác sẽ được tặng kèm theo là một cái áo lụp và hai cái cống ăn nhé, cống ăn và cống uống là các bác sẽ được tặng kèm. Còn thiết kế về cái mẫu lụp này thì nó là cái mẫu lụp đánh hai cửa, thì về phần cầu tử đây các bác thấy thực tế là nó sẽ có hai cửa vào, có hai cửa chim vào cửa nào cũng được. Còn đánh dưới đất hoặc treo cây thì đều sử dụng được. Đó. Hàng này thì nó rất là nhẹ, và bên dưới đây thì thiết kế cho các bác là ba cái cầu tử, một cái cầu chính và hai cầu phụ để cho con chim mồi của các bác đứng ở bên trong. Đó. Còn về phần cửa thì thiết kế cửa đẩy hết nhé các bác nhé. Đây đây nó có cái khuy này. Đấy, các bác đập bảy cái khuy này ra, các bác đẩy được lên này. Đó, đẩy được lên và kéo được xuống, đẩy lên kéo xuống được. Đấy, hàng này thì nó nhỏ gọn. Đấy, thiết kế thì rất là đẹp để cho các bác sử dụng, các bác đánh đấy. Còn số lượng thì bên cơ sở là làm luôn luôn là với cái số lượng nhiều. Đấy, với cái thứ nhất là các bác mua là sẽ có hàng, và cái thứ hai nữa là giá lúc nào nó cũng rất là rẻ so với ở ngoài thị trường, ít nhất là từ 100.000 trở lên. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu ấy mua lẻ, ấy mua về sử dụng, hoặc là các bác muốn mua về để xỉ lại bán lại thì các bác có thể là đặt hàng, ấy liên hệ cho bên cơ sở em qua số điện thoại để góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.